Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Lại một ngày nữa, một số DeFi Discussion nữa mình có dịp được ngồi lại và trò chuyện cùng với các bạn về những gì đang xảy ra cùng với DeFi. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có một gương mặt rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em, xin chào Phong. Cũng là một cái dịp hết sức đặc biệt vì lâu lắm rồi thì chúng ta mới có một cái người host rất là quen thuộc đã đồng hành cùng với DeFi Discussion trong một chặng đường rất là dài. Thì hôm nay là rất là vui khi Phong trở lại và mang lại cho chúng ta những cái câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi. Và với anh em đang nghe DeFi Discussion thì lần đầu tiên thì chắc là cho bọn mình cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian để đồng hành cùng với bọn mình trong cái thời gian hiện tại của thị trường ha. Ok, và thực ra thì thời gian hiện tại của thị trường thì mình nghĩ là vui hơn khá là nhiều so với cái khoảng thời gian mà cách đây khoảng độ 10-15 số gì đấy mà mình nói chuyện với Nguyên. Khi mà lúc đấy thì thị trường nó rất là nhàm chán và Ethereum có lúc mà mọi người nhìn thấy nó chỉ ở mức 3 con số thôi. Nhưng mà nhân nhắc đến Ethereum thì đó cũng là cái topic mà mình sẽ nói trong cái podcast lần này. Đặc biệt là khi mà Ethereum đã kiểu mọi người đều nói đó là khi mà thành công tiến lên Proof of Stake và thị trường có vẻ cũng phản ứng khá là tích cực với cái chuyện đấy, khi mà Ethereum đã tăng một mạch lên cỡ đâu đấy 1.600 đô sau the merge. Thì khi mà Ethereum chuyển lên Proof of Stake thì nó đã giải quyết được những cái vấn đề của Proof of Work đúng như là những gì mà team Ethereum đã hứa. Tuy nhiên thì cái việc mà giải quyết một cái vấn đề lớn như vậy chắc chắn là tạo ra những cái vấn đề mới và tất cả mọi người, những người đang xây dựng Ethereum cũng đang phải giải quyết. Thì cái vấn đề lớn nhất, có lẽ là lớn nhất khi mà tiến đến Proof of Stake mà chúng đang nói với nhau á, thì chắc là lại là cái câu chuyện mà một số ít cá nhân hoặc là tổ chức trong cộng đồng đang nắm quá nhiều quyền hành, quá nhiều quyền biểu quyết trong cộng đồng thông qua cái việc mà thông qua cơ chế Proof of Stake. Thì chắc là mình sẽ để Nguyên giải thích rõ hơn cho mọi người những cái vấn đề mà chúng đang nói đến ở đây hả? Ok, thì cái vấn đề mà bọn mình nói hôm nay á, thì có thể tạm tóm gọn nó với một cái từ khóa là tập trung. Cái vấn đề hôm nay mà bọn mình muốn đề cập thì có thể tóm gọn nó vào cái từ khóa là tập trung hay là phi tập trung. Thì chắc là cái dự án đầu tiên mà bọn mình đề cập đến khi mà nói về cái từ khóa này thì chắc là Lido đi ha. Thì nhiều anh em biết thì Lido cũng là một trong những dự án là liquid staking rất là phổ biến rồi, và cũng là một trong những dự án mà khiến BSC rời cuộc chơi. Cái việc mà Lido á chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong cái lượng mà Ethereum được stake vào thị trường á thì nó đã được đề cập rất lâu rồi, và nó được coi như là một cái điểm nghẽn, và thậm chí là có rất là nhiều các cái đề xuất để người ta gọi là phi tập trung cái quyền này ra. Tức là bây giờ nói đơn giản một cách là bây giờ ví dụ như Lido họ kiểm soát một lượng Ethereum rất là lớn của mạng lưới đúng không? Nhưng mà LDO lại là cái đồng kiểm soát những cái hoạt động ở trong bản thân mạng lưới của Lido. Khi mà ví dụ như LDO mà nó bị kiểm soát thì thông qua LDO người ta có thể kiểm soát luôn cả Ethereum. Và cái vấn đề này thì nó được đề cập rất là nhiều rồi. Trước khi mà Ethereum tiến lên Proof of Stake nữa thì người ta đã bảo là Proof of Stake liệu có phải là một cái cơ chế mà giúp cho người giàu ngày càng giàu hơn hay không, thay vì là Proof of Work ngày xưa là thợ đào thì phe như nhau, không ai có thể gọi là predict được, thì thợ đào sẽ thi nhau và đào thì nó sẽ phi tập trung hơn. Và người ta bắt đầu nói đến câu chuyện là liệu Proof of Stake nó có phải là cái việc là người giàu sẽ càng giàu hơn. Thì Lido là một trong những cái điểm nghẽn đó. Yeah. Và nhân mà nhắc đến cái câu chuyện người giàu ngày càng giàu hơn và cái câu chuyện mà Nguyên nói đến thợ đào, trước đấy thì Ethereum cũng đã gặp phải cái vấn đề với MEV rồi đúng không? MEV á, là Miner Extractable Value á, thì nó có một vài cái biến thể khác nhau, nhưng mà chắc là bọn mình sẽ dùng cái khái niệm này.
Và MEV nói một cách đơn giản, đó là cái việc mà thợ đào họ được quyền là adjust lại, họ được quyền là xáo xào lại cái giao dịch để trục lợi. Và người dùng sẽ là những người bị thiệt hại vì cái đó. Thì nó có rất nhiều các hình thức xáo cũng như là trộn các cái giao dịch để thợ đào họ có thể hưởng lợi. Thì khi mà Proof of Work thì Ethereum nó gặp cái trường hợp này, người ta sẽ phải nghĩ ra một cái giải pháp để phi tập trung cái quyền này, đúng không? Tức là không thể nào mà cho thợ đào hay là những cái validator về sau này có thể gọi là toàn quyền sắp xếp lại những cái giao dịch đó và trục lợi cái giá trị từ người dùng. Thì MapBoost là một cái giải pháp của Flashbot á, thì nó sẽ hướng đến cái vấn đề này, tức là nó tách biệt những cái vai trò ở trong cái khâu xác thực ra, và nó sẽ giảm cái tác động của những validator hoặc là ở trước đây với cái mạng lưới Proof of Work là các cái miner đó. Thì cái MapBoost này nó là một cái giải pháp như vậy. Tuy nhiên là MapBoost nó vô hình chung cũng giống như Lido luôn, tức là nó lại kiểu như là giải quyết một cái vấn đề trước đó, xong rồi nó lại đẻ ra thêm một cái vấn đề về việc là phi tập trung hay không phi tập trung ấy. Thì đó là một trong những cái lý do mà bọn mình chọn cái chủ đề về về những cái điểm nghẽn như thế này để nói trong cái tập podcast hôm nay. Dạ, và thật ra thì khi mà nói chuyện với Nguyên thì mình cảm giác như là Ethereum nó đang xây một cái cầu, nhưng mà nó lại cũng đang đi trên chính cái cầu đấy nữa. Giống như là họ cứ xây một cái trục mới, xong rồi họ lại đặt lên cái chân của họ lên, xong rồi là họ lại loay hoay lại tìm cách là họ vừa kéo tất cả mọi người theo sau mà vừa xây tiếp cái con đường mà mình đang đi. Thì MEV Boost cũng là một giải pháp chống độc quyền, chống thao túng mạng lưới, nhưng mà lại được làm bởi đúng một bên duy nhất. Và khi mà áp dụng cái đấy để giải một bài toán, thì họ lại có một bài toán khác là lại phải có một cái cơ chế staking để giải quyết lại cái câu chuyện đấy. Và đó là cái thứ mà Nguyên khá là hào hứng khi mà chia sẻ với mình, đó là câu chuyện mà restaking đúng không ạ, là để mà hạn chế những cái tác động tiêu cực từ MEV Boost. Thì nhưng mà Nguyên có thể nói chi tiết về cái này hơn được Ok, thì restaking thì nó cũng là một cái khái niệm mới thôi. Hiện tại thì cũng chưa có dự án nào họ phát triển cái sản phẩm ra cả, tức là không có một cái sản phẩm nào nó đang vận hành cả. Nhưng mà có một cái dự án là Eigenlayer á. Nếu như mà anh em nào mà lướt Twitter thì sẽ thấy cái dự án này, cái giải pháp họ nói đó là cái restaking. Thì bản thân cái restaking này á, hiểu nôm na nó sẽ là cầm cái Ethereum của người dùng stake vào trong cái validator, đúng không? Tức là những cái người xác thực mạng lưới, thì validator họ sẽ cầm cái này và họ lại stake ngược vào trong một cái hợp đồng của Eigenlayer, nói chung là một cái lớp gì đó. Cái lớp này sẽ bắt đầu là đảm bảo là sẽ không có bất cứ cái vấn đề gì xảy ra. Tức là mọi người hình dung là cái MapBoost nó sẽ có nhiều cái khâu khác nhau, đúng không? Nó là những cái băng truyền khác nhau, thì trong cái khâu đó nó sẽ có một vài cái khâu mà diễn ra off-chain, tức là ngoài cái mạng lưới. Thì cái restaking này nó sẽ là một cái hợp đồng thông minh để validator người ta stake vào, và cái hợp đồng thông minh này nó sẽ đảm bảo được là cái khâu mà MapBoost nhiều cái giai đoạn nó thực hiện thì nó không có bất cứ cái gian lận gì đó xảy ra. Thì cái này nó mới chỉ là một cái ý tưởng thôi. Cái team của họ thì cũng chỉ gọi là giới thiệu ở cái hội nghị liên quan đến MapBoost các thứ, và nó chưa có vận hành. Nhưng mà nó cũng sẽ là một cái giải pháp mà mình nghĩ là nó sẽ tối ưu hóa hơn cho cái lượng tiền của người dùng khi mà staking vào Ethereum. Bản thân cái việc cung cấp các cái giải pháp liquid staking á, thì nó cũng là một cái dạng tối ưu hóa vốn, đúng không? Mọi người khi mà stake vào thì mọi người không có muốn là bị cô đọng vốn, thì mọi người muốn cái việc stake của mình nó được thanh khoản hóa và cái tài sản nó được dùng để làm được nhiều việc hơn. Trong tương lai thì restaking này nó cũng là một cái nó cũng có một cái hệ quả tương tự như vậy, song song với việc là nó đảm bảo là MapBoost không có bất cứ cái gian lận gì đó xảy ra và không có những cái vấn đề gì liên quan đến tập quyền gì đó trong cái MapBoost của Flatboss. Đó là như vậy, đó là cái restaking. Yeah. Nếu mà mọi người có theo dõi thì cách đây khoảng độ 1-2 tuần thì DevCon 6 là sự kiện, một trong những sự kiện quan trọng nhất của Ethereum đã tổ chức. Và thực ra cũng có vài cái panel nói về cái restaking này cũng như là MEV Boost. Nhưng mà đúng là cái câu chuyện là mình không phải là một lập trình viên, mình cũng không phải là một người code, cho nên là khi mà đào sâu vào những cái technical của cái vấn đề này thực ra mình không hiểu lắm. Đúng là nó ở dạng ý tưởng, về cái nói chung là về cái outcome mà khi mà những người đề xuất nói ra thì nó nghe rất là hay, nhưng mà nó có hai vấn đề.
thứ nhất là nó chưa triển khai, cho nên là tất cả mọi thứ nó đều nằm ở mức theory, là lý thuyết. Và thứ hai á, kể cả khi nó triển khai rồi á, một người dùng bình thường như mình có vẻ cũng rất là khó để mà tận dụng được gì từ cái những cái công cụ này, đúng không? Đúng rồi. Chắc là mình sẽ nói về một cái vấn đề về mặt gọi là góc nhìn thôi ha. Thì những cái thông tin này có thể nó sẽ không giúp anh em gọi là kiếm được profit ngay lập tức. Nó không giống như là cái hoạt động Sun Retro Airdrop, đúng không? Tức là ví dụ như có một cái thông tin gì đó về Sun Retro thì mọi người sẽ sẵn sàng, ok, nó có một cái doable action, tức là một cái hoạt động có thể thực hiện được ngay và người ta có thể đâu đó có cái cơ hội gain profit từ việc đó. Nhưng mà cái thông tin này ấy, cái thông tin về liquid staking này, rồi những cái giải pháp như là MapBoost này, rồi xa hơn nữa trong tương lai là những cái như là restaking này, thì nó sẽ là những cái thông tin về mặt nền tảng và hạ tầng. Và bản thân bọn mình á, là những người mà đã gọi là ăn dầm nằm về với thị trường á, thì cũng đang, thú thật là cũng đang phải liên tục cập nhật những cái thông tin liên quan đến những cái giải pháp này, và phải liên tục là gọi là bọn mình sẽ đào sâu xuống cái hạ tầng để biết được là ok, nó đã có những cái sự phát triển gì và cái mạng lưới này nó đang vận hành như thế nào, để chúng ta nói là kiểu như là ok, bọn mình sẽ đồng hành với thị trường, đúng không? Nhưng mà làm sao để biết là cái việc đồng hành với thị trường này nó có đúng hay không trong tương lai, đúng không? Đâu có ai biết được. Ví dụ như nó có một cái black swan gì đó xảy ra, ví dụ như Ethereum bị coi là chứng khoán, hoặc là Ethereum sẽ bị gọi là sensor kiểu thứ, các thứ, đúng không? Thì rõ ràng là cái case của Tornado Cash là một cái case mà nó khiến cho cộng đồng người ta phải người ta kiểu như có thể là nó hơi extreme, nhưng mà nó khiến người ta phải dừng lại, người ta phải xem là liệu cái mạng lưới này nó có thể bị giới chức một tay người ta dừng hẳn luôn cả cái mạng lưới hay không, đúng không? MapBoost của Flashbot á, thì họ đã phải nhận rất nhiều những chỉ trích thời gian gần đây rồi. Đó là vì họ gọi là họ triển khai một cái lớp filter, gọi như là một cái lớp lọc, và lọc ra những cái địa chỉ đã từng tương tác với Tornado Cash á. Thì cái hành vi này của họ để gọi là giảm thiểu những cái rủi ro bị giới chức quản lý á, thì cái hoạt động mà họ filter như vậy, họ sensor những cái giao dịch liên quan đến Tornado Cash như vậy, thì nó vô hình chung nó khiến cho cộng đồng kiểu khá là gọi là quan tâm, và họ cũng bắt đầu nói nhiều về cái vấn đề này. Thì rất nhiều những cái buổi thảo luận, thậm chí là Sam Bankman-Fried, đúng không, là CEO của FTX, thì cũng gặp phải rất là nhiều các cái chỉ trích, như là rất là nhiều cái những cái buổi thảo luận nó rất là nhiệt liên quan đến cái vấn đề pháp lý này. Thì back lại cái câu chuyện mà hồi nãy Phong nói, tức là cái thông tin này nó thực sự ra nó không có một cái doable action nào đâu. Nó không thể nào mà kiểu cho bạn một cái quyết định là ok, tôi sẽ mua một cái này, hoặc là tôi sẽ bán một cái kia, hoặc là tôi sẽ trữ một cái gì đó. Nó không phải như vậy, mà nó sẽ là một cái thông tin về mặt gọi là hạ tầng, và nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ đủ tốt để anh em mà đã quyết định là ok, tôi muốn đồng hành với thị trường thì tôi cần phải biết những thông tin này, kiểu thế. Nhưng mà nhân nói đến câu chuyện hạ tầng á, thì tất cả những thứ Nguyên nói á, nó tạo cho mình một cái mối lo á. Khi mà nói đến những câu chuyện mà Ethereum, mình vẫn luôn nhớ đến hình ảnh là một người mà đang đi trên cái cầu, mà trong khi người ta đang xây chính cái cầu đấy luôn. Thực ra thì Ethereum, những cái rủi ro của những cái giải pháp đi trên Ethereum á, nó sẽ không bao giờ là về con người hết. Nó sẽ không bao giờ là một câu chuyện là team founder dự án tự dưng quyết định là biến mất, không làm nữa, ôm hết tiền xong rồi bỏ chạy. Thực ra không, tại vì tất cả mọi thứ trên Ethereum hầu như đều được xử lý bằng smart contract. Nhưng mà cái câu chuyện triển khai á, thì nó là một câu chuyện khác. Và mình không biết nữa, nếu mà cái này lúc là mình nhớ, lúc nào cũng nhớ đến câu chuyện của Andre Grange. Tức là Andre Grange tính câu chuyện là ông viết code có vấn đề, nhưng mà câu chuyện restack á, khi mà triển khai kỹ thuật vào trong Ethereum á, nếu mà được approve xong rồi bắt đầu triển khai lên á, mà nếu mà có một cái vấn đề gì đó, đúng không, thì tại vì nó là một cái giải pháp cuối của một loạt những cái vấn đề đi đằng trước, cho nên là nếu mà nó có vấn đề á, thì lại kéo theo nguyên một dây nó phải đi theo. Thực ra như thế này, restaking thì nó là một, đúng là ở trong một cái chuỗi thì nó nằm ở cuối thiệt, nhưng mà nó không phải là một cái compulsory, tức là nó không phải là một cái app, một cái bắt buộc. Validator thì họ có quyền được chọn
cái cách để họ tương tác với mạng lưới. Thực ra cái cách mà họ xác thực với mạng lưới thì nó vẫn phụ thuộc vào họ thôi. Họ có muốn dùng MacBook hay không thì cái đó là việc của họ thôi. Nhưng mà thực ra thì dùng MacBook thì họ sẽ được hưởng mức yield nó cao hơn. Tại vì MacBook là bản chất nó là sắp xếp lại các cái giao dịch để nó có cái mức lợi suất cao hơn mà. Thì nó là một cái thu hút về mặt tài chính. Nói chung là nói như vậy thì mình biết là nó sẽ có những cái optional cho những người tham gia vào mạng lưới. Thì cái restaking này này cũng vậy. Nếu như mà nó hợp lý, mọi người cả cộng đồng ủng hộ thì mọi người sẽ, hoặc là nó sẽ có một cái gì đó nó lợi ích cho những cái người mà đang triển khai validator, họ thấy được lợi thì họ sẽ tham gia vào. Nhưng mà nó là một cái gì đó rất là optional. Và chúng ta đang trong một cái giai đoạn mà cả blockchain nó đang đi và nó phải dò đường, giống như Phong nói, nó vừa đi nó vừa dò đường. Thì có thể hiện tại thì nó chỉ có nhiều đa giải pháp thôi, nhưng mà biết đâu được trong thời gian tương lai Ethereum nó nghĩ ra được nhiều cái giải pháp hơn. Thậm chí là nó cũng là những cái giải pháp hiện tại thôi, nhưng mà ví dụ như cũng là một cái liquid staking thôi, nhưng mà nó phát triển ra nhiều cái dạng dự án khác nhau để nó phi tập trung cái quyền kiểm soát đó ra. Đó, thay vì là phải đẻ ra một cái option mới để solve một cái solution mới để solve những cái vấn đề, những cái chuỗi vấn đề cũ, thì cùng là cái solution đó nhưng mà nó phát triển ra nhiều dự án khác nhau để nó phi tập trung cái solution đó ra, thì nó cũng là một cái cách tiếp cận khác. Nói chung là scale theo chiều ngang hoặc là scale theo chiều dọc, chiều rộng ra thì nó cũng sẽ giúp mạng lưới rất là nhiều. Và mình nghĩ là mạng lưới nó cũng đang vừa đi vừa dò đường thôi, nên là bọn mình cũng phải vừa liên tục phải cập nhật và vừa theo dõi cái mạng lưới này, bởi vì Ethereum là gần như là đầu tàu của thị trường rồi. Nói chung là Ethereum trước đây thì vẫn luôn có một cái truyền thống là có một cái giải pháp nào đấy và xong rồi các cái dự án đi trên Ethereum sẽ nhảy lên và nắm lấy cái cơ hội phát triển ra cái sản phẩm của mình. Thì vừa nãy thì Nguyên có mention đến cái liquid staking, cái giải pháp liquid staking, thì không biết là trong cái radar của Nguyên thì Nguyên đã có quét được một vài dự án nào mà nó bắt đầu bắt tay vào và nó build những cái giải pháp trên này, những cái application cho những cái giải pháp trên này chưa? Thôi thì chắc nói nhiều cái vấn đề kỹ thuật quá thì mình sẽ back về một cái mảng dự án mà nó mình nghĩ là nhiều anh em cũng quen thuộc, đó là liquid staking. Thì với liquid staking thì chúng ta biết rồi, Lido là cái dự án đang đứng top đầu, nó chiếm khoảng 30%+ lượng Ethereum đang stake ở trên mạng lưới, thì mình nhớ không nhầm nó là như vậy. Liquid staking thì Lido đang đứng đầu, nhưng mà rất là nhiều các cái dự án, ví dụ như Rocket Pool, đó là một trong những cái dự án mà được cộng đồng họ cũng rất là support, tại vì họ muốn là phi tập trung cái lượng Ethereum stake ra, chứ không phải là nó tập trung vào một hai cái tên nào đó. Thì Rocket Pool là một trong những dự án mà cộng đồng họ cũng đề cập nhiều. À mà cái này là mục đích thông tin thôi nha, bọn mình không có nói là anh em nên mua bất cứ đồng coin nào cả, thông tin. Và anh em sẽ phải dựa trên những cái thông tin của bọn mình chia sẻ, hoặc là từ chính anh em thu thập thêm từ nhiều nguồn khác, và anh em sẽ có những cái góc nhìn riêng của mình. Thì đó là một trong những cái dự án mà cộng đồng họ cũng chia sẻ. Rồi dạo gần đây một cái dự án là Frax, đúng không? Frax thì bản thân cái gốc của họ là một cái stablecoin, nhưng mà vì cái thị trường hiện tại, cái bài toán nó đang không hiện trường hiện tại của thị trường á, thì nó không ủng hộ những cái stablecoin kiểu như Frax, tại vì tiền nó đang rút ra và những cái dạng stablecoin mà nó có mang tính chất credit, những mang tính chất tín dụng á, thì nó sẽ dần bị bóp cung lại. Thì Frax hiện tại không có cái lợi ích từ cái mạng stablecoin, mặc dù cái đó là cái gốc của họ, nhưng họ đang phát triển rất là nhiều những cái mạng khác, và trong đó có cái liquid staking. Thì họ cũng vừa công bố cái mạng sản phẩm này, thì mình nghe đâu đó là Frax thì có cái đề xuất là họ sẽ dùng một ít cái phí từ liquid staking. Họ đang đề xuất thôi, là dùng cái phí từ liquid staking và họ mua lại cái Golden token. Cái này là một cái đề xuất và mình cũng đang theo dõi là liệu cái này nó có được thực thi hay không. Thì đó là một cái solution khác liên quan đến liquid staking. Họ cũng triển khai cái giải pháp này và họ cũng sẽ tham gia vào cái cuộc đua để làm sao để phi tập trung cái lượng ETH được stake trên mạng lưới ra, thay vì là nó tập trung quá vào Lido, thì cái đó nó cũng khá là rủi ro cho mạng lưới. Và thực ra là team Lido cũng đang muốn làm cái việc đấy, đúng không? Thực ra là team Lido cũng thật sự cũng không muốn là có quá nhiều Ethereum được stake trên cái mạng lưới của mình, nên là họ cũng rất là open với những cái giải pháp này.
Thực sự ra thì mình nghĩ là họ cũng, nếu như mà để phát biểu á, thì họ sẽ muốn là cộng đồng sẽ decentralize ra, tại vì nó là một cái lợi ích chung của về mặt an ninh cho cả mạng lưới. Nhưng mà mình nghĩ là họ vẫn đâu đó sẽ vẫn muốn là mình sẽ là cái top đầu, mình nghĩ vậy. Nếu mà tại vì trong business mà luôn phải top đầu, thì bản thân cái mạng lưới của họ thì cũng đề xuất một cái dual government á, thì mình có chia sẻ một lần đâu đó về cái dual government này rồi của Lido, thì họ cũng đề xuất là ok, chúng ta sẽ kiểm soát mạng lưới, đề xuất nói chung là quản trị mạng lưới bằng hai cái token là LDO và STETH luôn, chứ nó không phải chỉ riêng về LDO thôi. Tại vì nếu như mà quản trị Lido mà chỉ bằng một đồng LDO thì cái vốn hóa nó quá bé so với cái lượng mà Ethereum nó đang gọi là được stake vào, thì nó cũng rất là rủi ro. Thì bản thân dự án của họ thì cũng có nhiều cái giải pháp như vậy để giảm thiểu những cái điểm nghẽn về mặt an ninh cho mạng lưới. Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà tất cả thì mình nghĩ là vẫn phải để thời gian trả lời cho tất cả những cái mà mình và Nguyên vừa thảo luận với nhau. Nhưng mà chắc là chúng ta sẽ không phải chờ lâu đâu, khi mà những cái đề xuất này thì cũng đang được thảo luận rất là nhanh. Dù gì thì gì, chắc là chúng ta sẽ biết được kết quả, chắc là trong, mình nghĩ là trong năm 2022 này, để xem coi là Ethereum có thể được tối ưu thêm một chút nữa không. Và chờ một chút như vậy thì là đủ nhỉ. 1% mỗi ngày. 1% mỗi ngày thì sau một khoảng thời gian thì nó sẽ có được những cái mức tăng trưởng rất là kinh khủng. Và bọn mình cũng nhân đây thì bọn mình cũng chia sẻ luôn về cái podcast này, thì bọn mình cũng cố gắng là làm sao để cho cái nội dung của cái tuần tiếp theo nó chất lượng hơn, có thể là 1% thôi, 1% hoặc là 5-10% gì đó đó, thì nó tốt hơn cái tuần trước là đã vui lắm rồi. Thì và tất nhiên vẫn rất là cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng với con 68 trên cái hành trình này. Và mình nghĩ là như thế là khá là đủ những cái keyword cũng như là mọi thứ để các bạn nghiền ngẫm trong một tuần sắp tới rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe đến đây, và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái số DeFi Discussion lần sau ha. Ok, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian nghe đến hết một cái tập mà nó cũng khá là nhiều cái thuật ngữ mới, và nó cũng khá là lạ lẫm, và nó kén người nghe nữa. Nên là không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em đã dành thời gian cho bọn mình đến tận những phút cuối cùng này. Và bọn mình sẽ trở lại trong một tập mới của podcast DeFi Discussion. Hy vọng là sẽ được gặp lại anh em trong tuần tiếp theo ha.